có đói. Chừng nào đói bắt thầy ăn nha con. Cũng đâu có ăn gì đâu mà bánh hà không đói. Con ăn giỏi đi, chừng nào đói bắt thầy ăn. Ăn giỏi đi chậm. Ăn giỏi nha con. Con xin lỗi bác Hải. Con đã hiểu lầm và nghĩ quan với bác Hải. Con có hôn với bác Hải nữa. Bác Hải tha lỗi với con nha bác Hải. Có gì đâu. Có gì đâu con. Là người nhà với nhau, không lẽ vì cái chuyện hiểu lầm như vậy mà không nhìn mặt nhau. Mà tại sao con lại về đây xin lỗi bác Hải vậy? Bà Tư, bà Tư đã kể cho con nghe hết rồi. Bà Tư nói bác Hải với má là trong sàn. Con xin lỗi bác Hải. Thôi bỏ hết đi, chuyện cũ bỏ qua hết nha con. Nha, nha chậm. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.